Thúy Diễm, tôi rất mê con và muốn sinh nhiều. Nữ diễn viên hy vọng sẽ có khoảng 3-4 đứa con, nhưng chưa muốn sinh thêm em bé ngay bây giờ. Thúy Diễm chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn mới trong sitcom Nhạc Phụ Lắm Chiêu. Đây là bộ phim thứ hai đánh dấu sự trở lại của cô sau gần một năm tạm nghỉ để dưỡng thai và sinh em bé. Trước đó, cô nhận lời làm diễn viên khách mời ở vai luật sư Minh Anh trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau thời gian tạm rời xa màn ảnh để chuyên tâm cho thiên chức làm mẹ, Thúy Diễm trở lại trường quay với tâm lý thoải mái và sự hỗ trợ hết lòng từ gia đình. Không chỉ Lương Thế Thành mà gia đình bên nội đều sẵn sàng tham gia chăm sóc bé Bảo Bảo để Thúy Diễm có thể yên tâm diễn xuất. Đối với bà xã Lương Thế Thành, khó khăn nhất lúc này chính là phải đối mặt với cảm giác nhớ con mỗi lần đi đóng phim. Những lúc chờ quay, cô thường xuyên gọi điện về nhà hoặc mở camera xem con đang làm gì, con ngủ hay thức. Cô đang cố gắng từng ngày để quen dần với cuộc sống không được ở bên con 24/24. Khi được hỏi về dự định sinh bé thứ hai, Thúy Diễm thổ lộ: sau khi sinh em bé, tôi rất mê con và hy vọng mình sẽ có thật nhiều em bé, khoảng 3-4 đứa chẳng hạn. Thế nhưng việc sinh con cũng phải tính toán thời gian và chọn thời điểm phù hợp. Hiện tại tôi rất háo hức quay trở lại công việc và muốn chu tâm cho các vai diễn. Trong Nhạc Phụ Lắm Chiêu, Thúy Diễm vào vai Ngọc Nga, con gái thứ hai của ông Năm. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu có công việc tốt, sự nghiệp ổn định, xinh đẹp là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng Ngọc Nga lại vướng vào một mối tình ngang trái. Cô yêu giám đốc của mình, một người đàn ông đã có vợ. Trở thành người thứ ba khiến Ngọc Nga lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và phải che giấu tình cảm thật. Thúy Diễm chia sẻ cô không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự nhân vật mà mình thể hiện trong phim. Nữ diễn viên cho rằng người thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng dễ bị tổn thương và không có được hạnh phúc. Cô hy vọng các cô gái hãy sáng suốt chọn cho mình đường đi đúng để có tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn, thay vì xen chân vào mối quan hệ khác để rồi nhận lấy sự tổn thương. Nhạc Phụ Lắm Chiêu kể về gia đình ông Năm Dố do nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu thể hiện, với bốn cô con gái là Kim Ngân, Kiều Ngân, Ngọc Nga, Thúy Diễm, Như Ý, Emmy Nguyễn và Cát Tường, Lê Lộc. Ông Năm Dố quan niệm có tiền là có tất cả nên quyết tìm đại gia cho các con gái. Những tình huống dở khóc dở cười xảy đến khi ông Năm Dố dùng đủ chiêu trò để dẫn dụ các chàng trai giàu có đến nhà, nhưng mọi chuyện luôn đi ngược với mong muốn. Phim bắt đầu lên sóng VTV9 từ ngày 19 tháng 1, lúc 18:45 thứ Bảy hàng tuần. Cộng đồng mạng gọi tên Quang Hải, cú sút cực đẳng cấp phiên bản Thường Châu không có tuyết. Tiền vệ Quang Hải xuất phạt chân trái Sở Trường, đưa bóng đi hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 39. Cảm giác nuối tiếc sau thất bại 2-3 trước Iraq ở trận ra quân nhanh chóng biến thành lo lắng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chứng kiến những ngôi sao vàng thua tâm phục khẩu phục ứng viên vô địch Iran. Nhưng với việc có 4 đội xếp thứ 3 sở hữu thành tích tốt nhất được giành vé đi tiếp, cơ hội vẫn còn rất rộng mở với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc bằng những pha phối hợp ở cự ly trung bình khá tự tin. Trong khi ở phần sân, đối diện Yemen cũng không cho thấy sẽ chơi phòng ngự phản công, đơn giản bởi đây là trận đấu mà hai đội buộc phải thắng. Cả hai đội đều đang chơi khá khẩn trương và quyết liệt. Hơn 30 phút trôi qua nhưng tuyển Việt Nam vẫn chơi khá bế tắc, chưa có tình huống tấn công thực sự sắc nét được các cầu thủ áo đỏ tạo ra. Đến phút thứ 39, từ chấm xuất phạt cách khung thành chừng 25m, Quang Hải tung cú sút phạt đẳng cấp đánh bại pha bay người trong bất lực của thủ thành. Sau màn mở tỷ số Quý Hơn Vàng, người hâm mộ Việt Nam đồng loạt gọi tên cầu thủ Quang Hải. Từ quả đá phạt, Quang Hải vẽ siêu phẩm vào góc gần, đưa Việt Nam dẫn lên trước. Cú sút lịch sử Thường Châu phiên bản không có tuyết, người hâm mộ đồng loạt gọi tên Quang Hải. Vẫn là trọng tài đó, vẫn là tình huống Công Phượng bị phạt lỗi, vẫn là Xuân Trạng và Quang Hải đứng trước bóng, vào một siêu phẩm cho Quang Hải. Cú sút phạt đẳng cấp của Quang Hải trở thành điểm khác biệt duy nhất giữa hai đội trong 45 phút đầu tiên. Dù có thể giành vé đi tiếp hay không, ASEAN Cup 2019 vẫn là giải đấu những ngôi sao vàng, để lại ấn tượng về một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng. Những Văn Lâm, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng vẫn xứng đáng nhận những lời khen cho tinh thần chiến đấu quả cảm, không biết e sợ trước bất kỳ đối thủ nào. Quang Hải nói gì sau khi ghi siêu phẩm vào lưới Yemen? Tiền vệ 22 tuổi không giấu được sự hạnh phúc khi ghi bàn thắng đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Yemen, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Thực sự đấy là bàn thắng giải tỏa áp lực cho cả đội. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực trong suốt cả trận.
Quang Hải chia sẻ sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Yemen. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầy khó khăn trước Yemen. Việc thi đấu với tâm lý nôn nóng cùng lối chơi quyết liệt của đội bóng Tây Á đã khiến đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo rất vất vả trong việc triển khai thế trận tấn công như ý. Phải cần đến sự tỏa sáng của Quang Hải bằng tình huống sút phạt đẹp mắt ở phút 39 và tình huống sút penalty thành công của Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam mới có được chiến thắng 2-0 trước Yemen. Tuy vậy, chiến thắng này chưa đủ để giúp đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức giành vé đi tiếp. Hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đồng đội. Chưa biết kết quả trận đấu ở bảng khác ngày mai ra sao, nhưng dù sao, đây cũng là trận đấu mà toàn đội đã chiến đấu hết mình, Quang Hải nói. Với 3 điểm có được và hiệu số -1, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đợi kết quả hai bảng đấu còn lại mới biết chính thức mình có giành quyền vào vòng 1/8 ASEAN Cup hay không. Chắc chắn ngày mai tôi và các đồng đội sẽ xem những trận đấu ở bảng E và F. Dù có tia hy vọng nhỏ nhoi thì chúng tôi cũng phải chờ đợi, Quang Hải cho biết. Quang Hải ăn mừng cực nhiệt khi tái hiện siêu phẩm cầu vồng tại ASEAN Cup 2019. Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian đầu trong cuộc đối đầu với Yemen. Tuy nhiên, cú sút phạt thần sầu của Quang Hải đã giúp đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành lợi thế dẫn trước. Phút 38, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả sút phạt ở vị trí rất thuận lợi sau một tình huống đội bạn phạm lỗi với Công Phượng. Quang Hải đã thực hiện một pha sút phạt thần sâu đúng với thương hiệu của mình, bóng không đi thẳng vào góc chữ A, nhưng vẫn là một tình huống quá khó với thủ thành của Yemen. Đây không phải lần đầu tiên Quang Hải thực hiện được những pha sút phạt đẹp như vậy. Hẳn chúng ta sẽ có nhiều liên tưởng tới pha ghi bàn trong trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Quang Hải lập tức chạy đến khu vực ban huấn luyện, anh ôm chầm lấy trợ lý Lee Jong-jin. Trong trận đấu, Quang Hải gặp rất nhiều khó khăn trước sự truy cản của từ 2-3 cầu thủ đội bạn. Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục ra sát đường biên chỉ đạo. Dù không có Duy Mạnh trong đội hình, nhưng bộ ba Văn Hậu, Ngọc Hải, Tiến Dũng vẫn hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trời ơi, tin được không? Hanye dẫn đầu top 10 người đẹp nhất hành tinh 2018. Vượt qua 25 người đẹp đến từ 5 cuộc thi lớn nhất thế giới, Hanye chính thức dẫn đầu top 10 người đẹp nhất thế giới 2018. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp vừa tung ra bảng xếp hạng top 10 Timeless Beauty 2018. Đây là giải thưởng được khởi động từ năm 2004. Riêng 2018, ban tổ chức lựa chọn 112 người đẹp từ 5 cuộc thi lớn nhất trong năm 2018, gồm Miss Universe, Miss World, Miss Supranational, Miss Earth. Những người đẹp có tên trong bảng xếp hạng này đều phải đạt thành tích có mặt trong vòng bán kết và có năm suất không lọt bán kết nhưng được khán giả bình chọn. Riêng trường hợp của Miss Universe, Gray không được liệt kê vào danh sách vì cô đã chiến thắng vào năm 2016. Đứng đầu danh sách top 10 là người đẹp Hanye. Dù chỉ dừng chân ở vị trí top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018, nhưng cô vẫn vượt 4 đương kim Hoa hậu từ các cuộc thi lớn trong năm. Bảng điểm top 10 người đẹp nhất thế giới do chuyên trang sắc đẹp bình chọn, Hanye dẫn đầu top 10 người đẹp nhất thế giới 2018, khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Hoa hậu Trái đất Phương Khánh cũng chính thức ghi tên mình vào vị trí thứ 5 trong top 10. Cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chưa hết hân hoan và tự hào khi Hanye đạt được kỳ tích chưa từng có, top 5 Miss Universe 2018. Hy vọng người đẹp ED sẽ làm nên kỳ tích tại Timeless Beauty 2018. Cả tuyển thân thiết, riêng Công Phượng và cầu thủ này hiềm khích sâu nặng, thà không đụng mặt. Chân sút Nghệ An từng được cho là đã có hành động xấu xí với người đồng đội cũ trên sân. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, dù chơi vị trí nào trên sân, các cầu thủ vẫn duy trì được mối quan hệ gắn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc. Không những vậy, ở ngoài đời, tất cả đều khá thân thiết với nhau. Thậm chí khi rảnh rỗi, những cặp đôi ở cùng phòng vẫn thường kề vai sát cánh khi đi ăn, uống cà phê, trò chuyện, có sở thích chung. Chẳng hạn như Dũng Gôn và Đức Chinh là đôi bạn thân như cá với nước, bộ đôi Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Tư Dũng và Duy Mạnh. Tuy nhiên, có một điều ít ai biết, đó là Công Phượng và thủ môn Tuấn Mạnh từng có va chạm nhỏ nên hiếm khi họ giao tiếp với nhau.
Chuyện xảy ra vào hồi tháng 7/2018, khi đó câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Sanan Khánh Hòa trên sân nhà trong khuôn khổ trận đấu thuộc vòng 18 V-League 2018. Thất bại tan nát 2-4 đã khiến chàng tiền đạo phố núi mất bình tĩnh ở những phút cuối. Cụ thể phút 78 của trận đấu, một tình huống gây tranh cãi đã nổ ra. Sau một pha va chạm, thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hòa đã nằm sân chờ đợi sự chăm sóc của nhân viên y tế. Công Phượng cho rằng Tuấn Mạnh cố tình câu giờ nên đã lao tới có những phản ứng rất mạnh với người đàn anh. Ngay lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo chân sút người Nghệ An. Sau trận, thủ môn Tuấn Mạnh tố cáo Công Phượng đã có những lời lẽ không hay nhằm về phía mình, thậm chí còn cố tình dùng mũi giày chọc vào đầu anh. Tình huống xô xát gây tranh cãi giữa Công Phượng và Tuấn Mạnh. Sau đó, đại diện Hoàng Anh Gia Lai đã lên tiếng giải thích cho hành động nóng nảy của gà nhà. Ông này cho biết, chúng tôi đã hỏi và Công Phượng cho biết khi thấy thủ môn đội bạn nằm sân có ý trì hoãn trận đấu. Công Phượng đi đến hỏi, đứng dậy đi, có gì đâu mà nằm. Một cầu thủ Khánh Hòa đến đẩy Công Phượng ra, nhưng Công Phượng vẫn cố xứng tới gần Tuấn Mạnh để nói tiếp và trọng tài rút thẻ vàng. Đồng thời, câu lạc bộ cũng nghiêm khắc kiểm điểm chân sút Nghệ An này. Không lâu sau vụ việc, thủ môn Tuấn Mạnh lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Anh trả lời báo chí, chuyện va chạm bóng đá bình thường thôi mà, nóng xong thì thôi, kết thúc trận đấu vẫn là anh em. Mọi chuyện xong trận rồi thôi ấy mà. Fan hay dư luận thì kệ vậy, quan điểm của Mạnh cũng dễ thôi. Mình làm việc cho ai và công việc của mình là ra sân, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Kể từ sau đó không còn ai nhắc tới vụ việc, nhưng đó cũng chính là lời cảnh tỉnh cho hành động nóng nảy trên sân của Công Phượng. Giải đấu AFF Cup 2018 vừa qua, hai cầu thủ này cùng chung chiến tuyến nhưng họ không hề lời qua tiếng lại hay va chạm nào với nhau. Hiện tại Tuấn Mạnh và Công Phượng đang cùng thi đấu cho giải ASEAN Cup 2019 dưới trướng của thầy Park. Tình bạn, tình đồng đội của họ được gắn kết trở lại nhờ vị huấn luyện viên tài ba này. Tuy nhiên, cả hai rất ít khi xuất hiện chung một khung hình hay có giao tiếp qua lại nào trên mạng xã hội. Lần hiếm hoi nhất họ khoác vai nhau là khi chụp hình đội tuyển giải AFF Cup 2018. Trước đây, Tuấn Mạnh từng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai một thời gian ngắn, nên có thể nói thủ môn người Thanh Hóa từng là đồng đội cũ với Công Phượng. Chuyện xô xát trên sân trong thời điểm cả hai thi đấu ở hai chiến tuyến khác nhau, điều vì chiến thắng của đội mình nên xảy ra hiềm khích là điều khó tránh. Hy vọng trong thời gian tới, cả Tuấn Mạnh và Công Phượng đều có thể vui vẻ tay bắt mặt mừng, thân thiết hơn nữa để đội tuyển thêm gắn kết, người hâm mộ cũng yên lòng.